F Hero, trao của Quang Hùng Mastery, giám khảo rap Việt khiến Just Tati chịu khổ. F Hero, tên thật là Natawas Remark, sinh năm 1982 tại Thái Lan, là một trong những rapper, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên nổi tiếng nhất nhì xứ Chùa Vàng. Anh được biết đến với biệt danh King of Collaboration nhờ khả năng kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác nhau, tạo ra loạt sản phẩm âm nhạc cực đỉnh. Không chỉ vậy, F Hero còn được The Cloud tôn vinh là cha đỡ đầu của ngành công nghiệp rap Thái Lan nhờ những nỗ lực cống hiến cho ngành âm nhạc xứ Chùa Vàng, đặc biệt The Rap, Hip Hop. Trong khi đó, Hip Hop gọi rapper 9X là một anh hùng và nhà vô địch của Hip Hop Thái Lan. Sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn phía Bắc Thái Lan, F Hero lần đầu khám phá ra nhạc Hip Hop vào năm 1992, thời điểm mà drum của bộ đôi nhạc rap người Mỹ Criss Cross được phát hành thông qua một người bạn cùng trường. Nhưng phải đến khi nghe album đầu tay của Joey Boy vào năm 1994, anh mới bắt đầu tập trung vào việc trở thành một rapper thực thụ. Vì tôi là một chàng trai nhà quê sống rất xa thành phố, tôi không có truyền hình cáp để xem video ca nhạc như những người khác. Điều này có nghĩa là tôi không bao giờ biết đến Dr. Dre, Hype Park, Snoop Dogg là ai. Những gì tôi biết về nhạc rap Thái Lan như Joey Boy và Kanti, nam rapper giải thích. Bắt đầu hoạt động năm 20 tuổi, đến nay F Hero đã có cho mình hàng trăm sản phẩm âm nhạc trong các album khác nhau, cộng thêm với những dự án hợp tác cùng nghệ sĩ khác. Quá khứ khó khăn, thậm chí không có tiền để ăn uống, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một nghệ sĩ, chủ hãng thu âm High Cloud Entertainment và có được chỗ đứng như hiện tại. Ngoài vai trò là một rapper, F Hero còn là nhà sản xuất, kiêm diễn viên đình đám của làng giải trí xứ Chùa Vàng và đã tham gia 7 dự án điện ảnh cùng 4 tác phẩm truyền hình. Anh từng là giám khảo khách mời của The Masked Singer Season 1 và một năm sau trở thành giám khảo chính. Bên cạnh đó, F Hero cũng ngồi ghế nóng The Rapper nhiều mùa liên tiếp với kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình. Anh đã đào tạo và giúp đỡ rất nhiều tài năng trẻ gặt hái được thành công. Trong sự nghiệp, nam rapper đã đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ như bài hát hay nhất tại giải thưởng Comptroller lần thứ 7, màn hợp tác xuất sắc của năm tại giải thưởng Guitar Mark 2022 và bài hát của nghệ sĩ hợp tác tại giải thưởng âm nhạc Tony 2021 nhờ ca khúc Mirror Mirror cùng Millie Changbin Stray Kids thể hiện. MV của Mirror Mirror cũng chạm mốc 117 triệu lượt xem sau 2 năm phát hành. Ngoài ra, F Hero còn có nhiều sản phẩm khác đạt view khủng, chẳng hạn như Sleep Your Mind 121 triệu lượt, Sleep Now 102 triệu, Defendant of Love 203 triệu hay sản phẩm hợp tác với PH, Youngam và Fimi đạt hơn 260 triệu. Mặc dù chưa thực sự nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng F Hero đã để lại dấu ấn đậm nét với khán giả Việt Nam qua những bản hit kết hợp cùng các nghệ sĩ trong nước, điển hình như Quang Hùng Mastery. Đặc biệt, nam rapper còn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và được giọng ca xứ Huế gọi là cha vì đã nâng đỡ mình trong khoảng thời gian hoạt động tại Thái. Tối ngày 21 tháng 8 vừa qua, nhà sản xuất chương trình rap Việt đã công bố F Hero là giám khảo khách mời vòng chinh phục của mùa giải năm nay. Sự xuất hiện bất ngờ này đã khiến khán giả không khỏi phấn khích, mong đợi những màn trình diễn đỉnh cao của nam rapper tại sân chơi. Mặt khác, việc F Hero ngồi ghế nóng rap Việt mùa 4 cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với nhiều câu hỏi thú vị. Dân tình không khỏi tò mò, làm thế nào một rapper Thái Lan có thể hiểu và đánh giá những bài rap bằng tiếng Việt? Thậm chí, Just Tati, một trong những giám khảo gạo cội của chương trình còn phải để lại bình luận. Chưa hiểu hết anh Thái đã phải hiểu thêm tiếng Thái. Và thắc mắc của một bộ phận cư dân mạng đã chạm đến nỗi lòng của nhiều người hâm mộ. Rõ ràng, việc đánh giá một bài rap không chỉ dừng lại ở kỹ thuật rap, beat và flow. Phần lời, cách gieo vần, nhà chữ mới là những yếu tố tạo nên sự khác biệt cũng như chiều sâu của một sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu chỉ dựa vào cảm nhận về giai điệu thì F Hero sẽ khó có thể đánh giá một cách toàn diện về nội dung và ý nghĩa của các bài thi. Chưa hết, nhiều người còn tỏ ra lo lắng cơ sở nào để rapper người Thái có thể đưa ra quyết định thí sinh nên về đội của huấn luyện viên nào sao cho phù hợp. Đương nhiên, F Hero có thể dành thời gian trước khi chương trình bắt đầu để nghiên cứu màu sắc, kỹ năng của các huấn luyện viên, nhưng vẫn chưa đủ để bao quát được cả 4 con người có hàng chục năm trong nghề. Dù vậy, nam rapper đã kịp trấn an khán giả Việt ngay tập phát sóng đầu tiên khi giới thiệu là bạn thân của Andre, thích ca khúc Đi Về Nhà của Just Tati và khâm phục cách các rapper đưa chất liệu truyền thông vào rap. Điều này chứng tỏ F Hero có sự quan sát, am hiểu về rap Việt. Tuy nhiên, việc anh giao tiếp bằng tiếng Thái, còn Thái Việt Tri chưa khắc phục nhiều khả năng nói tiếng Việt vẫn là một khó khăn cho khán giả khi theo dõi chương trình, đến mức Trấn Thành phải thốt lên, không biết có hiểu nhau không khi thấy các giám khảo thảo luận.
Tóm lại, sự xuất hiện của F Hero trên hàng ghế nóng không chỉ đơn thuần là một thử thách mà còn là cơ hội để rap Việt mở rộng tầm ảnh hưởng, thu hút sự quan tâm của khán giả Thái Lan và các nước lân cận. Bên cạnh đó, sự đa dạng về góc nhìn của các giám khảo cũng sẽ mang đến những đánh giá khách quan và toàn diện hơn cho thí sinh. Được biết, trong tập Hay Rap Việt 2024 vừa mới lên sóng, từng tạo tiếng vang với nhiều bản hit cùng tổ đội Good Nang, Menbo và cái tên không mấy xa lạ với cộng đồng rap. Được đánh giá là một rapper với kỹ năng delivery ấn tượng, nhưng phải đến mùa 4 Rap Việt thì anh mới chính thức có cơ hội tham gia. Trong khi Hiếu Thứ Hai, Hurricane và Nekip đều là những cái tên nổi bật nhất hiện nay, Menbo chia sẻ, không thể tránh khỏi có những lúc có cảm giác bị tụt lại phía sau so với các thành viên cùng nhóm. Vì vậy, sân chơi Rap Việt 2024 chính là nơi phù hợp nhất để nam rapper chứng minh được khả năng và tạo dấu ấn của riêng mình. Kết hợp cùng Orange trong phần thi Hành Trình Không Dừng, Mambo đã gửi gắm những gì đã qua trong hành trình của mình. Không ngoài dự đoán, anh nhận được 4 chọn từ huấn luyện viên với mong muốn để Mambo có thể phát huy triệt để khả năng của mình. Anh đã trở thành thành viên của team Big Daddy. Tuy nhiên, kết quả còn bất ngờ hơn thế khi anh chính là first choice hay lựa chọn đầu tiên của Karik. Cũng như Mambo, Gil đã trở lại với nguồn năng lượng vô cùng bùng cháy. Từng chinh chiến đến vòng bứt phá tại Rap Việt mùa 1, nhưng Gil đã dừng chân trong sự tiếc nuối của bao nhiêu khán giả. Trở lại với Rap Việt lần này, nam rapper mang tâm thế, tinh thần trong sáng và thuần khiết để chinh phục cuộc thi. Lấy sample từ bài Tuyết Yêu Thương nổi tiếng một thời, phần thi đã gợi nhớ nhiều kỷ niệm, nhất là với khán giả 9X. Cuối cùng, anh đã xuất sắc chinh phục được cả 4 vị huấn luyện viên cùng 93% bình chọn từ khán giả trường quay. Gil cũng bật mí, mình chưa tiết lộ tất cả khả năng, khẳng định bản thân vẫn là ẩn số trong mùa thi này. Nôn nóng có được thí sinh, Big Daddy đã ném ngay nón vàng lên sân khấu, nhưng thế cục lại tiếp tục xoay chuyển khi B-Ray đã nhắm đến Gil ngay từ đầu và chọn anh là lựa chọn đầu tiên của team mình. Được biết đến với danh hiệu quán quân của một chương trình về rap, trong cuộc thi này, Willistic được đánh giá cao về khâu viết lời, giọng hát cũng như flow rap đậm dấu ấn riêng. Mang đến chương trình phần thi mang tên Anh Trai Say Hi, nam rapper đã chinh phục huấn luyện viên Big Daddy, Suboy và nhận về 81% bình chọn từ khán giả. Cuối cùng, anh chọn đầu quân cho team Suboy. Gây ấn tượng với phần thi Em Yêu Papi, Young Papi tạo bất ngờ với sự hỗ trợ của Lương Bích Hữu. Kết thúc phần thi, cô đã nhận được 3 chọn từ 4 huấn luyện viên và 84% bình chọn từ khán giả. Cuối cùng, cô chọn về đội của B-Ray và là thí sinh nữ đầu tiên của đội này. Gây ấn tượng với phần trình diễn mộng mơ, Left Hand cùng cách triển khai giai điệu ấn tượng đã trở thành thành viên của đội huấn luyện viên Big Daddy. Một thí sinh khác cũng thuộc về team của giọng hát Mượn Rượu Tỏ Tình là Android. Kết thúc tập 2, các huấn luyện viên Karik, Big Daddy và B-Ray đang dẫn đầu với 3 thành viên. Tập 3 tiếp tục là những màn lập đội hứa hẹn gay cấn khi lựa chọn đầu tiên của các huấn luyện viên đang dần lộ diện.